Mai xin chào mọi người nha. Hôm nay mình có mặt tại địa điểm là 40 Ấp Bắc, quận Tân Bình để chia sẻ cho cả nhà về một loại kem đang gây bão tại Sài Gòn. Địa điểm này là chị này bán cố định luôn. Hôm nay mình chia sẻ lại cho mọi người nha. Đây, xe kem dừa. Có số điện thoại cho anh chị nào mà mình tới mà không gặp được thì mình cứ gọi vào số này. Theo thông tin thì chị này bán cố định tại đây luôn. Còn từ ngày Chủ nhật vẫn có bán luôn nha mọi người. Ở đây là những trái dừa mà chị đó đã cạo lên. Và đấy, còn đây là những cái kem dừa. Trái dừa mình được làm hai phần. Một phần như là bao nhiêu tiền vậy chị? 15.000 hả chị? Thường là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chị? Bán từ 12 giờ. À, từ 12 giờ là chị bán rồi. Thì địa điểm đây là mình bán cố định luôn đúng không chị? Dạ. Anh chị mình hoặc các bạn mình muốn ăn thì mình lại địa chỉ này nha, 40 Ấp Bắc, quận Tân Bình nha các bạn. Một phần chỉ có 15.000 thôi. Một cái món kem gì? Lúc trước thì mình cũng có quay một video nhưng mà anh đẩy không có cố định. Thì bây giờ mình đã có một địa điểm cố định cho mọi người rồi. Wow, sắp hết luôn rồi. Sắp hết rồi các bạn. Em muốn được làm gì? Đỡ rồi. Boss toàn hãng rất nổi tiếng. Mình sử dụng rất là nhiều thiết bị của Boss luôn. Mày giữ tới mà đổ ca mày. Ờ, đúng rồi chị. Giữ tay. Giữ tay. Đây người ta gọi là dừa mát. Phần như thế này chỉ có 15.000 thôi. Wow, rất là nhiều kem và có dừa trong đây.
Anh chị thì làm bên hãng Boss nè. Rồi sắp hết rồi. Rất là may là mình tới vừa kịp lúc. Một phần kem dừa chỉ có 15.000 thôi, rất là nhiều kem, có đậu, có dừa trong đây nữa. Trời Sài Gòn hôm nay khá là nắng, mình ăn món này vô nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Nó lạnh lạnh á. Ở đây chiếc xe này thì chị bán cố định tại đây nha, mà các bạn mình có thể ghé vào buổi trưa mình ăn. Nhớ ghé sớm nha, hiện tại bây giờ mới có 1 giờ nhưng mà sắp hết rồi. Anh chị mình ghé sớm nha. Bây giờ mình ăn thôi. Ở đây thì chị ấy để nước dừa nè mọi người. Nước dừa thì để vô đây. Hiện tại bây giờ cũng khá là đông rồi đó. Mình thấy là kem cũng sắp hết rồi. Bây giờ mình ăn thử cái món này như thế nào. Đây, mình sẽ để ở trên chiếc xe của mình. Cái này mà để lâu quá thì nó sẽ bị tan đi. Ở đây thì nó sắp tan rồi nè. Các anh chị mình ăn liền nha, rất là ngon luôn. Ngon quá. Đây cái răng của mình luôn, rất là tuyệt vời luôn. Nó có vị ngọt của cái trái dừa đó mọi người. Có vị ngọt. Đây là cái trái dừa mà chế đã cạo ra nè. Cơm dừa, mình gọi là cơm dừa. Ngon quá. Nên là người ơi, mình ra một hồi thì mình đã ăn hết được một cái phần kem. Kem dừa rất là ngon, ăn xanh luôn. Ở đây chị có một cái bao để mình bỏ rác vào. Ở đây rất là hay luôn. Mình ăn xong bỏ vào đây. Còn chỗ này là chị ấy ngâm nước dừa nè. Đấy, địa điểm ngâm nước dừa. Thật quá. Kem dừa của chị cũng đã sắp hết rồi. Đây là cái nắp. Cái nắp để mình giữ nhiệt đó. Chiếc xe này mình bán xong rồi đem về. Wow, chiếc xe này rất là cũ kỹ luôn. Nhưng mà hiện tại thì vẫn còn xài được. Chiếc xe ba gác. Món kem dừa này tại Sài Gòn bán. Không biết ở chỗ khác có bán không, nhưng mà chị này bán rất là đông luôn, rất là nhiều nữa. Có thể nói là một hồi gây bão tại Sài Gòn. Ăn thì có mấy tiếng thôi. Mình hết là mình nghỉ hay là mình có bán tiếp không chị? Hết rồi về anh ạ. Dạ, mình không đem bán thêm hả chị? Còn mình bán cái nào hết rồi về nghỉ. Dạ. Không có chừng giờ anh ạ. Thể chạy tới 100m ở đường khoảng tầm địa chỉ là số 2 ấp Bắc thì kìa, có một cái anh bán người kem dừa đấy. Khoảng tầm 100m thôi. Còn nếu mấy đằng kia hết thì mình sẽ ra đây. Ở đây là địa điểm cố định là 40 ấp Bắc. Địa điểm là 40 ấp Bắc, wow, rất là hấp dẫn luôn. Chỉ còn 3 trái dừa thôi.
anh đợi. Rồi sắp hết rồi, cây dừa của chị đã sắp hết, chỉ còn nên là bây giờ là hai trái dừa. Mỗi trái dừa thì chị ấy chặt ra được hai phần. Đây là dừa xiêm Bến Tre, đây là dừa xiêm đúng không chị? Dừa xiêm này mình mua ngoài thị trường cũng là 15.000 trái rồi, từ 10 đến 15.000 dừa xiêm Bến Tre. Đây mình đã ăn xong rồi mọi người ơi, rất là ngon nữa. Thì đây là một địa điểm rất là thú vị cho nhé anh chị mình thích ăn kem. Thì bây giờ thì xin hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Đấy, công ty ở đây là A-Sao, một tòa nhà A-Sao rất là lớn tại quận Tân Bình. Mọi người hãy đăng ký kênh để nhận được nhiều video với chị hơn nha. Bây giờ thì bye bye mọi người nha.